Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, mới đây thì Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ ngành và địa phương để xin ý kiến dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường, trong đó có đề nghị tăng thuế đối với một số hàng hóa như là xăng, dầu, mỡ nhờn, dầu nhờn. Riêng xăng thì cơ quan này đã đề xuất tăng từ 3.000 đồng mỗi lít lên 4.000 đồng. Đây cũng là mức kịch khung của thuế môi trường với xăng theo quy định hiện hành. Ngay sau khi mà dự thảo được công bố, nhiều ý kiến cho rằng cần phải xem xét kỹ bởi sẽ gây ra tác động rất lớn đến người tiêu dùng cũng như là hoạt động sản xuất kinh doanh, bởi đây là một mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống. Và dù với lý do như thế nào, việc điều chỉnh cũng cần phải có lộ trình để tránh những tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đặc biệt là người dân và doanh nghiệp. Và đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề tăng thuế môi trường với xăng dầu lên kịch khung, những vấn đề cần bàn. Và trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Theo đề nghị của Bộ Tài chính, từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, mức thuế đối với mặt hàng xăng từ 3.000 đồng một lít tăng lên mức trần 4.000 đồng một lít. Dầu diesel tăng mức thuế từ 1.500 đồng một lít lên mức trần 2.000 đồng một lít. Dầu ma rút, dầu nhờn tăng mức thuế từ 900 đồng một lít lên mức trần 2.000 đồng một lít. Mỡ nhờn tăng mức thuế từ 900 đồng 1 kg lên mức trần 2.000 đồng 1 kg. Bộ Tài chính cũng cho biết, dự thảo nghị quyết đã đề nghị điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với một số hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế. Lý do được đưa ra là để khuyến khích tổ chức cá nhân sản xuất, sử dụng sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, đảm bảo lợi ích quốc gia trong điều kiện hội nhập sâu khi thực hiện cắt giảm dần thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế. Theo luật thuế bảo vệ môi trường hiện nay, khung thuế môi trường với xăng từ 1.000 đồng đến 4.000 đồng một lít, dầu diesel từ 500 đồng đến 2.000 đồng một lít, dầu ma rút, dầu nhờn từ 300 đồng đến 2.000 đồng một lít, mỡ nhờn từ 300 đồng đến 2.000 đồng 1 kg. Than anthracite tăng thuế từ 20.000 đồng một tấn lên 30.000 đồng một tấn, than nâu, than mỡ, than đá khác tăng mức thuế từ 10.000 đồng một tấn lên 15.000 đồng một tấn. Dung dịch HCFC tăng mức thuế từ 4.000 đồng 1 kg lên mức trần 5.000 đồng 1 kg. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế đề nghị tăng mức thuế bảo vệ môi trường từ 40.000 đồng 1 kg lên mức trần 50.000 đồng 1 kg. Theo bảng xếp hạng của trang web Global Petrol Price vào ngày 27 tháng 11 năm 2017, giá bán lẻ xăng của Việt Nam đứng vị trí thứ 45 từ thấp đến cao trong tổng số 167 quốc gia, thấp hơn 122 nước với mức giá là 18.580 đồng một lít. Bộ Tài chính cũng cho rằng xăng dầu là sản phẩm có chứa nhiều chất gây ô nhiễm môi trường như chì, lưu huỳnh, benzen, hydrocarbon thường, hydrocarbon nặng và một số phụ gia. Đây là những chất gây hại đến an toàn, sức khỏe và môi trường. Do đó, bộ này cho rằng cần thiết phải điều chỉnh nâng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm và nhận thức của tổ chức cá nhân đối với môi trường, khuyến khích sản xuất, sử dụng sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường như xăng dầu sinh học. Qua phần tổng hợp vừa rồi có thể thấy rằng, lý do được Bộ Tài chính đưa ra là để khuyến khích sử dụng hàng hóa thân thiện với môi trường, khắc phục những khung thuế bảo vệ môi trường hiện hành. Tuy nhiên, đề xuất này lại có tác động trực tiếp đến đời sống của hàng chục triệu người dân, và đây cũng là mối quan tâm của nhiều chuyên gia kinh tế. Vậy đề xuất này có tác động như thế nào? Kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Là nhân viên tại công ty chuyển phát nhanh, anh Mạnh tại Hà Nội chia sẻ, do đặc thù công việc nên việc di chuyển đi lại hàng ngày khá cao, trong khi khoản phí này không được công ty trả thêm. Do đó, trước đề xuất của Bộ Tài chính đồng loạt tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, than, anh Mạnh cũng khá lo lắng. Tăng thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chúng tôi là những người đi lại ngoài đường nhiều này, rồi tất cả các mặt hàng thiết yếu hầu như là cũng tiêu dùng sản xuất là trực tiếp là phải sử dụng xăng dầu nhiều. Tăng giá xăng theo tăng thuế môi trường này thì nói chung là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đồng lương của chúng tôi được mang về để chi tiêu trang trải này. Rồi tất cả các mặt hàng khác chắc chắn là giá cả nó cũng sẽ biến động, sẽ tăng lên. Thì cái mức ảnh hưởng thì chắc chắn là rất nhiều. Cùng nỗi lo với anh Mạnh, nhiều người dân cũng cho biết khi điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường, mặt hàng xăng dầu lên kịch khung, dù mức tăng chỉ 1.000 đồng, từ 3.000 lên 4.000 đồng một lít, song những tác động kéo theo thì lại là con số không nhỏ, bởi nhiều mặt hàng khác đã dựa vào lý do này để tăng giá nhanh hơn.
Như bọn mình là nghề chạy xe ôm này thì bây giờ phải cạnh tranh với Grab và Uber rất là nhiều, thế nên là bây giờ tăng giá xăng nó rất ảnh hưởng đến kinh tế và mức tiêu dùng của người dân và nói chung là của anh em xe ôm như bọn tôi nói riêng. Không chỉ có người tiêu dùng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tỏ rõ ý kiến lo ngại tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ tác động trực tiếp đến cả nền kinh tế. Cụ thể, đối với các ngành tiêu thụ xăng dầu lớn như vận tải, thủy sản, xăng dầu chiếm 35-40% cơ cấu giá thành là những ngành kinh tế có nhiều đối tượng yếu thế và đang trong giai đoạn hiện đại hóa, chuyển từ thủ công sang cơ giới, nên chi phí xăng dầu tăng sẽ làm giảm động lực của quá trình chuyển đổi quan trọng này. Theo tính toán là như thế này, nếu tăng lên kịch trần ấy, như thế là nó sẽ tăng thêm giá xăng 1.000 nữa. Rất kinh khủng. Và như thế nó sẽ vào chi phí vận chuyển. Xăng chiếm 35-50% chi phí vận chuyển. Và từ giá thành vận chuyển nó sẽ vào hàng hóa. Nâng giá hàng hóa lên. Mà hàng hóa Việt ấy, mà chúng ta cần khuyến khích để tiêu thụ. Chúng ta cần nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt. Thế rồi tất cả đời sống các thứ của công nhân viên chức, những người làm công ăn lương cũng phải cần đến xăng. Anh em gia đình họ, tất cả những cái động chạm hết túi tiền của người, của xã hội chứ. Cho nên là chúng ta phải tính đến cái tác động lan tỏa của nó. Các chuyên gia khẳng định, trong trường hợp phải điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu thì cần có lộ trình, kế hoạch điều chỉnh cụ thể để người dân, doanh nghiệp có sự chuẩn bị, bởi xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, là yếu tố đầu vào của nền kinh tế. Nếu tăng thuế, chắc chắn giá xăng dầu trong nước sẽ tăng theo, chi phí đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị tác động, trong khi sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn hạn chế, chưa kể chi phí sinh hoạt của người dân sẽ bị ảnh hưởng trong bối cảnh mức sống còn thấp. Hiện một lít xăng đang phải chịu 7 loại thuế phí, song điều đáng nói, tiền thuế từ trước đến nay thu đối với mặt hàng xăng dầu để bảo vệ môi trường, được dùng vào việc gì, đúng mục đích hay chưa, vẫn chờ Bộ Tài chính công khai để dân biết. Hơn nữa, đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính được không ít chuyên gia khuyến cáo ngành tài chính nên mở rộng nguồn thu, chống thất thu thuế thay vì chỉ quan tâm đến việc tăng thuế. Theo lý giải về đề xuất tăng thuế này, Bộ Tài chính cho rằng nhằm để phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Xét trên cái giác độ là bảo vệ môi trường, xét trên góc độ môi trường, chúng ta thấy rằng là xăng dầu là mặt hàng mà túi ni lông xăng dầu hoặc là những cái mặt hàng mà HCFC là những cái mặt hàng mà chúng ta biết là khi sử dụng là nó gây tác động rất xấu đến môi trường. Và bản thân nó thì ở không phải ở chúng ta mà các nước thế giới thì người ta đều có cái thuế, thậm chí có nước người ta quy định riêng một cái thuế đối với xăng dầu, để làm sao chúng ta là gì, là khuyến khích mọi người dân sử dụng cái sản phẩm thân thiện với môi trường. Tôi nói với xăng hiện nay là chúng ta từ năm 2018, từ 1/1/2018 là chúng ta không sử dụng xăng E92 nữa. A92 nữa của chúng ta chuyển sang là toàn bộ là xăng E5 hoặc E10. Thì đấy là những vấn đề mà nó sẽ tác động môi trường. Theo Bộ Tài chính, xăng dầu là sản phẩm chứa nhiều chất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nên việc tăng sắc thuế môi trường sẽ khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng loại nhiên liệu thân thiện với môi trường như là xăng sinh học E5. Song theo nhiều chuyên gia kinh tế là chưa thực sự thuyết phục, bởi thuế bảo vệ môi trường thu từ xăng dầu trước nay chưa từng được công khai minh bạch và đã thực sự được sử dụng đúng mục đích hay chưa. Xu hướng ấy, tôi đồng tình là phải điều chỉnh cái thuế môi trường đối với xăng khoáng, bởi vì chúng ta thực hiện cái COP Paris, nhưng còn thực chất những cái đề án xử lý về môi trường, về thuế bảo vệ môi trường để xử lý môi trường là dân không biết được, ngay cán bộ cũng không thể biết được. Vậy thì bây giờ ông nói là ông đã xử lý rồi hàng chục nghìn tỷ rồi thì phải chứng minh cái đó, Bộ Tài chính phải giải trình rõ cái đó với Quốc hội, đúng không? Nhưng còn không thể mà nói mà dân không biết, rồi thì một số cơ quan cán bộ người ta không biết. Thì rõ ràng đây là cái câu chuyện mà trách nhiệm của Bộ Tài chính phải giải trình trước Quốc hội. Vì bao nhiêu năm nay anh chi bao nhiêu tiền để cho xử lý môi trường và những lĩnh vực gì, và thì anh phải giải thích rõ. Chúng ta biết là khi ký kết các hiệp định thương mại tự do thì cái xu hướng chung là thuế nhập khẩu giảm và sẽ tiến tới bằng không. Thì hiện nay cái thuế nhập khẩu của chúng ta cao nhất ASEAN sang là 20% và Hàn Quốc là 10%. Từ 1.000 ban đầu thuế bảo vệ môi trường chúng ta lên 3.000. Nâng lên 3.000 so với giá nhập khẩu là gì? Giá nhập khẩu hiện nay là vào khoảng 9.200 đến 9.500. Như vậy nó là 33% so với cái đó. Mà nói là để bù đắp lại cái thuế nhập khẩu theo tình nghĩ từ chưa thuyết phục. Cho rằng là cũng là một cái cần phải cân nhắc. Nhưng thời điểm này chúng ta có thể tính đến cái chuyện tăng thuế môi trường là tạm thời chấp nhận được.
để chúng ta cũng có phần là cải thiện môi trường, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là Bộ Tài chính có lẽ cũng cần phải làm rõ hơn về lý do vì sao mình lại quyết định tăng cái thuế này. Có lẽ cũng cần phải giải trình, truyền thông nó mức độ tốt hơn đối với người dân, đối với những người phải nộp thuế. Rồi trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã điều chỉnh tăng vấn đề về bảo hiểm xã hội. Đấy, rồi là tăng các cái mức lương cơ bản. Về điều đó mà 2018 thì chúng ta đã tăng cái mức lương cơ bản rồi. Nên do vậy mà các doanh nghiệp hiện nay đang gồng mình trong cái việc là đang chịu các cái nhiều các loại thuế lên các doanh nghiệp. Bởi vì thuế trực tiếp chúng ta là đánh vào các cái chi phí đầu vào, và khi mà chi phí đầu vào tăng, các loại thuế tăng cho đầu ra, thì do vậy mà các doanh nghiệp phải điều chỉnh. Do vậy chúng tôi mong muốn và đề xuất là chúng ta tăng theo đúng cái lộ trình, và các giải pháp chúng ta đừng có tăng ở mức tối đa, mà chúng ta tăng ở cái mức hợp lý để làm sao các doanh nghiệp điều chỉnh một cách nó phù hợp. Nếu đề xuất tăng thuế được thực thi, các chuyên gia kinh tế tỏ ra lo ngại về việc mặt bằng giá cả sẽ đội lên theo giá xăng dầu và tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Bởi vì nếu mà chúng ta đang giữ ở cái mức như này, thế có nghĩa là gì? Các doanh nghiệp phát triển sẽ tăng thu được nguồn thu cho ngân sách. Bởi vì thuế không chỉ cái việc mà thuế về môi trường đâu. Bởi vì nếu mà doanh nghiệp phát triển ấy, thì cái việc mà họ sẽ đóng các cái thuế đảm bảo an sinh xã hội cho cán bộ công nhân viên, rồi các cái nguồn thu vấn đề về ngân sách, ví dụ như thuế VAT, rồi thuế thu nhập doanh nghiệp, thì đấy mới là nguồn thu lớn. Chứ nguồn thu lớn không chỉ ở trong cái việc mà chúng ta tăng cái thuế về môi trường đâu. Bởi vì thuế về môi trường chúng ta tổng thu hiện nay mới có 30.000 tỷ, nhưng mà đóng về tiền ngân sách, về VAT, về thuế thu nhập doanh nghiệp thì cái đó mới là lớn. Thì tôi nghĩ cái khoản này nó tương đối là nhỏ so với cái tổng thuế mà các doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước. Nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái giá cả, giá thành của doanh nghiệp, đến cái khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Nó sẽ ảnh hưởng đến mọi cái lĩnh vực của đời sống, vì là cái nhu cầu sử dụng xăng dầu ấy, là từ không phải là giao thông mà từ những cái giao thông cho đến sản xuất, cho đến tiêu dùng, cho đến rất nhiều cái lĩnh vực khác là đều phải sử dụng trực tiếp và gián tiếp. Cho nên nếu như mà đánh thuế thế này thì tăng thuế tăng phí như này thì nó đồng nghĩa với cái việc là sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho nền kinh tế, cho các cái doanh nghiệp. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, cùng với việc tăng thuế, nếu muốn tăng thu, Bộ Tài chính cũng cần phải xem xét cải cách thu bằng cách chống thất thu, mở rộng cơ sở thu và đặc biệt là đưa ra các giải pháp thắt chặt chi tiêu, đảm bảo chi tiêu hợp lý, tiết kiệm từng đồng thuế của dân. Mà chủ trương của Bộ Chính trị đã đưa ra một nghị quyết tái cơ cấu nguồn thu, tái cơ cấu ngân sách là gì? Tái cơ cấu cả thu và chi. Có nghĩa ông chỉ tái cơ cấu thu thì chưa đủ. Dù ông tái cơ cấu thu tốt đến mức trong rồi nhưng mà chi ông không kiểm soát được, vẫn lãng phí, thất thoát, tham nhũng. Tôi xin lỗi là có thể thu thuế tăng gấp 10 lần vẫn không đảm bảo được. Cho nên đối với Bộ Tài chính thì phải chú ý cả tái cơ cấu cả chi, tái cơ cấu cả thu. Theo tính toán, nếu tăng thuế, tổng số thu thuế bảo vệ môi trường sẽ tăng khoảng gần 15,6 nghìn tỷ đồng, trong đó riêng xăng là gần 8 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, số liệu của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện luật thuế bảo vệ môi trường 5 năm qua lại cho thấy khoản thu từ nguồn thuế này tăng 4 lần thì chỉ chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường tăng chưa tới 1,4 lần. Có lẽ đó cũng là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn và chưa đồng thuận với đề xuất tăng thuế môi trường của Bộ Tài chính. Chương trình Tài chính thuế tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc còn nhận thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.